Vừa qua, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị khách hàng năm 2015, công bố hoàn thành các công trình trọng điểm và giai đoạn vận hành lưới điện thông minh, phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2015, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn chú trọng đến công tác đầu tư, xây dựng, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Công ty đã triển khai đầu tư nâng cấp lưới điện nhiều công trình trọng điểm như trạm 110 kV hội hợp và Vĩnh Yên 2 với tổng nguồn vốn hơn 300 tỷ đồng. Đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ thế, hơn 200 tỷ đồng cải tạo sửa chữa lưới điện hạ áp nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh, phát triển lưới điện thông minh trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu nâng cao độ tin cậy, cung cấp điện và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc khách hàng cũng như những giải pháp trong sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2015 của công ty ước đạt gần 1,7 tỷ kWh, tăng 15% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng còn 4,9%, doanh thu ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng.